hai anh em chào mừng anh em quay trở lại với kênh youtube của tinh tế trên bàn của mình đây là một cái hộp màu trắng rất là đẹp nó là hộp của dji mavic 3 pro một cái drone mới được ra mắt tới từ nhà dji cảm ơn video shop đã cho tinh tế mượn cái sản phẩm này để trên tay và mình sẽ có một bài trải nghiệm khá là chi tiết hy vọng là anh em sẽ đón xem à, trong video này thì mình sẽ mở hộp à, trên tay chia sẻ với anh em một số thứ bên trong cái hộp màu trắng này mời anh em vào video cái hộp này thì nó cũng đơn giản thôi về mặt cơ bản thì bên trong sẽ có một cái túi chứa con Mavic 3 Pro cũng như là một cái hộp đựng phụ kiện mình đã lấy nó ra và sử dụng nó được khoảng hơn một ngày nay rồi bên trong này thì anh em sẽ có rất là nhiều cái sợi dây cổng số 8 ha tất cả những cái đầu mà anh em có thể tìm được ở trên thị trường thì DJI đều trang bị sẵn cho anh em cái điều này nó cũng khá là quen thuộc từ cổng dẹt xiên cho tới ba chấu hay là cổng dẹt thẳng cho tới cổng tròn tất cả mọi thứ nó nằm ở đây và nó sẽ kết nối với lại cục sạc thông qua một cái cổng số 8 như thế này còn toàn bộ những cái phần liên quan tới cái máy DJI Mavic 3 Pro đó thì mình sẽ để ở trong cái túi như thế này khi mà trải nghiệm thì mình sẽ chia sẻ với anh em kỹ hơn về cái túi Nhưng mà ở đây nó có một cái phần ngang đựng Mình thấy khá là thích Mình đã bỏ những cái cánh quạt mà DJI cho thêm vào bên trong này Cũng như là mình bỏ thêm những cái nút joystick Mà DJI họ cũng tặng kèm theo Ở bên trong ngang chính sẽ để đầu tiên là như vật chính của chúng ta DJI Mavic 3 Pro Sau đó sẽ là một cái sợi dây sạc mà mình đã sử dụng hai ngày nay đây là cái bộ điều khiển đi kèm theo máy DJI RC Pro ha mình rất là thích cái tay cầm này thích hơn cái phiên bản thường đương nhiên rồi nó mắc hơn mà nhưng mà nó nhiều tính năng hơn phục vụ cho công việc của anh em tốt hơn bên cạnh đó là một cái bộ đế sạc chúng ta có thể sạc được ba cục pin và sau đó kết nối với bộ sạc công suất đầu ra là 100W với hai cổng C nó được ký hiệu là C1, C2 cũng rất là đơn giản ha, bộ phụ kiện thì cũng không có gì. Cái bộ đế sạc này thì mình cảm thấy là nó sạc hơi chậm. Nếu anh em á, có nhu cầu bay nhiều thường là nhiều á, thì mình nghĩ là nên mua thêm bộ 3 viên pin nữa thành 6 viên pin thì anh em sẽ bay có thoải mái hơn. Đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc DJI Mavic 3 Pro. Cái khóa nắp mở thì nó cũng y chang như vậy thôi và về cơ bản nó cũng giống như là cái chiếc DJI Mavic 3 trước đây mà anh em đã từng thấy ha. Khác biệt là cụm camera phía trước đã có thêm một cái tiêu cự mới 70mm. Biến cái tổ hợp ba chiếc camera mà anh em hay gọi vui là ba mắt này trở nên to hơn và ấn tượng hơn. Nó sẽ bao gồm ba tiêu cự 24mm, F2.8 đến F11 từ nhà sản xuất trứng danh Hasselblad một tiêu cự tele 162mm nay được nâng lên thành 166mm có khẩu độ tăng từ f4.4 thành f3.4 và một cái camera mid tele 70mm với cảm biến là 1 trên 1.3 inch mình sẽ mở cái con Mavic 3 Pro này ra để cho anh em thấy được cái kích thước của nó khi mà chúng ta bay lên nó có 8 cái cảm biến dọc theo cái phần thân máy cũng như là ở đây thì anh em có thể thấy là nó có chữ Mavic 3 Pro thay vì Mavic 3 như trước đây các cánh quạt cơ bản nó cũng như vậy thôi tháo ra tháo vô khá là dễ dàng ở phía mặt sau có cái phần mà anh em có thể lấy pin pin lấy ra như thế này thôi cũng rất là dễ ít quay trở lại với phần camera chính thì giờ đây cái camera Hasselblad 24mm nó đã có thể chụp được ảnh RAW 12 bit màu cùng với giải tương phản động là 12.8 stop Bên cạnh đó thì design cũng cam kết rằng cái công nghệ Hasselblad Natural Color Solution nó sẽ cho lại những bức ảnh mà anh em cảm thấy là chân thực nhất, gần gũi với mắt người nhìn nhất. Chưa hết cái khả năng quay ở chế độ 5.1K 50fps hoặc là 4K 120fps ở chế độ slow motion hoặc là 4K 60fps ở những cái chế độ thường á, sẽ cho anh em lại rất là nhiều cái option để anh em có thể quay, để anh em có thể hậu kỳ, để anh em có thể chỉnh sửa và cái chế độ D-Lock 10 bit màu sẽ giúp anh em xử lý những cái tình huống mà cái độ tương phản nó rất là cao ví dụ như bình minh hay hoàng hôn á, bên cạnh đó cả ba cái ống cứng này nó đều hỗ trợ cái chuẩn Apple ProRes 422 cùng với tốc độ truyền dữ liệu 10 Gbps để giúp anh em nhanh chóng xử lý cái công việc của mình ở cái camera tele 7X thì vẫn là cảm biến 1.2 inch CMOS bình thường thôi Nhưng mà độ mở khẩu của nó bây giờ nó đã lớn hơn Và theo như DJI nói thì cái camera này nó cho khả năng quay đêm tốt hơn Về cái chiếc camera mid tele 70mm hay chúng ta còn gọi là 3X đó Mình rất là mong chờ được sử dụng cái camera này Bởi vì DJI nói rằng nó sẽ cho ra những thước video hyperlapse ấn tượng mình sẽ đi bảo lộc hoặc là mình sẽ đi la ghi để có thể test những cái tiêu cự này so sánh chúng với nhau để từ đó giúp cho anh em có những cái quyết định xuống tiền nó sáng suốt hơn Bên cạnh đó thì những công nghệ ví dụ như là Focus Track 2.0, Master Shot hay Panorama, những cái công nghệ mà tích hợp AI giúp anh em chỉ có một lần chạm thôi tạo ra được những cái video ưng ý của mình thì mình cũng sẽ trải nghiệm khi mà mình mang cái chiếc máy này ra ngoài. Mức giá của chiếc Mavic 3 Pro nó sẽ dao động từ 50 triệu cho tới 144 triệu chi tiết hơn thì anh em có thể xem ở VJ Shop. Một lần nữa cảm ơn VJ Shop đã cho tinh tế mượn cái sản phẩm này làm bài chia sẻ trên tay cũng như là trải nghiệm đối với anh em. Hy vọng gặp lại anh em ở video trải nghiệm mình sẽ nói chi tiết hơn về cái chiếc máy này. Còn bây giờ thì xin chào và cảm ơn anh em đã xem hết video.